Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và tiếp tục cập nhật một thông tin cực kỳ nóng liên quan vụ việc của anh Tuấn Sở Lan. Và tính đến tối ngày hôm nay thì gia đình của chị Hà vẫn liên tục cào ở quanh khu vực cầu Vàm Cống. Bởi vì gia đình cũng vẫn tin rằng là ngoài cái cây lát và cái chân vịt ra thì vẫn còn một cái vật gì đó rất nặng nằm ở vị trí mà ra được cái vật ở đây là cây lát. Nặng là 50kg cùng với cái chân vịt đó. Bởi vì là gia đình tin rằng ấy là không phải chỉ có hai vật đó mà còn một cái vật gì đó nặng để giữ cái thi thể của chị Hà nằm ở dòng sông kia. Như tất cả chúng ta cũng đã biết là đến giờ phút này chắc có lẽ là bên gia đình của anh Tuấn cũng đã biết được cái sự thật là như thế nào, cũng đã biết được ở đây có phải là chị Hà có cái gì đó làm cái hì để rơi xuống đó hay không. Bởi vì em nói mọi người để chỉ cần đối chứng thôi là những cái vật mà tìm được ở dưới dòng sông kia mà nó không nằm trong những cái vật mà dân chủ chúng ta nghi ngờ, gia đình nghi ngờ, mà nó ví dụ như là nó là một cái khác thì chúng ta không nói, nhưng mà nó lại là một cây láp, nó đúng như những cái gì mà chúng ta đã suy nghĩ, nó lại là một cái ống chân vịt đó, lại là đúng như những cái gì mà chúng ta đã tính toán trước đây. Vậy thì em hỏi mọi người, nếu như mà chị Hà đó có nhảy xuống sông mà để chìm thì cũng không bao giờ chìm ở đó được. Bởi vì sao? Bởi vì là dòng sông đang chảy, làm gì có chuyện mà ở đây là chìm được đúng cái chỗ đấy quý vị, mà lại nổi lên cũng là ở cái chỗ chìm. Mà trong khi đó em nói mọi người là chị Hà nhảy xuống đó mà dòng sông lại không trôi đi đó, mà lại có thể đó là ở đúng cái vị trí đó, thì chúng ta mới có nghi ngờ ở đây là chắc chắn là chị Hà đã bị một cái vật gì đó neo. Và sau cái quá trình là 4 tháng trời khi mà gia đình cũng như là tất cả chúng ta đều kiểu như là đi vào một cái sự việc có như là gần như là chìm xuồng, thì gia đình đã âm thầm thuê thợ lặn và thuê ghe cào đến đó để cào móc, và đến ngày hôm nay thì đã cào lên được hai vật chứng. Thì chúng ta mới biết được rằng là ở đây là chị Hà rất là khổ, bởi vì là sao, vừa trải qua cuộc sống không mấy được hạnh phúc mà lại phải chịu những cái sự việc là ra đi cũng không được thanh thản, chìm ở dưới dòng sông kia tận 12 ngày. Có nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao đấy, mà ở đây mà cái vật chứng đó đã được cào lên rồi mà vẫn chưa xử lý. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ đưa vật chứng đó về, họ phải tính toán, họ phải xem xét, họ phải khám nghiệm hiện trường để xem cái vật đó nó có đúng là những cái gì mà gia đình suy nghĩ hay không. Còn cái việc mà em nói mọi người là chìm xuồng thì không bao giờ, căn bản là cái vụ việc này nó giải quyết đến khi nào đó. Bởi vì em nói mọi người nhá, khi mà cào được vật chứng rồi thì họ sẽ đưa cái vật chứng đó về để phân tích đó, và xem những cái gì mà gia đình đã cung cấp, những cái bằng chứng, ví dụ như cái việc là đây là đó, trên xà lan có một cái láp cũ mà bây giờ lại không thấy đâu nữa, thì đó có phải là cái láp trên xà lan của anh Tuấn hay không đó. Rồi cái việc ở đây là những cái lời khai của anh Tuấn dì 10, dì 5 nó đều không đúng, thì bây giờ gia đình cũng sẽ dựa vào đó để cung cấp cái thông tin đó cho cơ quan chức năng, và họ cũng sẽ dựa vào đó một phần để có thể là xử lý cái vụ việc này đó. Còn gia đình như nói mọi người là hôm nay thợ lặn ở trên sông Vàm Cống đó thì đã có sẵn quý vị nha, thợ lặn đã đứng ở đấy đợi sẵn, và thêm là cái móc câu thì theo chia sẻ của gia đình ấy thì cái móc câu sẽ được làm dài hơn và to hơn để có thể là móc ở vị trí là sâu hơn. Bởi vì là gia đình ấy là sợ là khi cái vật đó nó rơi xuống nó càng nặng bao nhiêu thì nó lại càng chìm sâu bấy nhiêu. Bởi vì là khi ở cái độ sâu mà tầm độ 30m quý vị, mà ở dưới dòng sông kia, khi mà gặp cái vật nặng nó đè xuống thì nó sẽ chìm, và biết bao nhiêu lớp bùn đất sẽ đè lên, đúng không? Nên rất là khó, có thể nói rằng là rất là khó để có thể đó là biết được là cái vị trí đó giờ đang ở đâu. Đó, em cũng nói với tất cả mọi người rằng là ở đây á, trong vụ việc này á ha, tất cả người dân của chúng ta đang rất là mong muốn ở đây sẽ tìm được cái vật chứng. Đó, và vật chứng đó là cái gì thì chúng ta đã biết rằng là một cái cây lắp gãy đó, nó khoảng tầm là 5 tấc, đúng không? Khoảng tầm độ 5 tấc. Đó, và một cái chân vịt nó khoảng tầm là mấy chục kg chẳng hạn, thì nó có liệu nó có đủ giữ được cái thi thể của chị Hà hay không? Thì em nói với tất cả mọi người là chỉ cần 50 kg thì cũng có thể níu được cái thi thể đó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chìm xuống đáy sông thì chắc chắn rằng ấy là đất cát nó sẽ vùi lên. Đó, đất cát nó vùi lên thì chắc chắn rằng là nó sẽ giữ được cái thi thể thôi. Nhưng mà gia đình cũng vẫn tin rằng là lẽ sẽ phải gọi là cào cấu thêm. Bởi vì gia đình có nói rằng là nghi ngờ rằng có thể là có cái bình ắc quy vẫn còn chìm ở đó. Và theo quý vị khán giả cũng cung cấp cho em rằng là dòng sông Vàm Cống hiện tại là buổi tối rồi á, thì vẫn có công an đó, gia đình vẫn ở đó. Và bởi vì là gia đình có nói rằng là ấy, với quyết tâm là sẽ tìm được cái vật chứng, cái vật mà thực sự là nặng nhất neo chị Hà liệu còn ở dòng sông kia hay không, thì gia đình cũng vẫn nghi ngờ. Thì em cũng nói với tất cả mọi người rồi, em cũng tin rằng là nó sẽ có 2-3 vật chứng để có thể đó là neo ở dưới đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải là đợi ha, vẫn phải tìm vào những cái sự gọi là may mắn nữa. Bởi vì sao? Ví dụ như là cặp bình ắc quy đi,
nó chỉ là một cái chiều dài nó hạn chế, với lại là khi móc phải thì nó cũng rất là khó quý vị ạ, bởi vì để móc được cái vật chứng nó rất là khó ha. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người là em sẽ cố gắng ha, để tìm được những cái thông tin mới nhất để có thể là cung cấp cho tất cả quý vị khán giả. Và hiện nay á, gia đình của chị Hà vẫn đang túc trực ngày đêm và thợ lặn thì đã có sẵn rồi, để có thể là lặn xuống đó để tìm cái vật chứng lên thì cũng cả mất cả một quá trình quý vị. Nên là mọi người đừng có lo lắng, chắc chắn là sẽ tìm được thôi quý vị. Có nhiều quý vị khán giả có gọi điện cho em rằng là nếu như mà không tìm được thêm vật chứng thì liệu vụ việc này có được giải quyết hay không, và liệu rằng anh Tuấn có liên quan đến vụ việc của chị Hà hay không. Thì em nói mọi người, nếu như mà không tìm được thêm vật chứng nữa mà chỉ có hai cái vật chứng đó thôi thì cơ quan chức năng họ cũng vẫn có thể điều tra và dựa vào hai vật chứng đó để xử lý. Bởi vì là em nói mọi người là 50 kg quá là nặng để có thể chìm được một cái thi thể mà mới rơi xuống. Bởi vì em nói mọi người là khi cái thi thể mới rơi xuống thì đâu có phải là nó nổi lên đâu quý vị. Lúc mới rơi xuống thì thi thể rất là nặng, đó, nó sẽ chìm ngay, và chỉ cần có một cái vật định hình ở bên dưới là nặng thì sẽ chìm đó. Nhưng mà em nói mọi người á, gia đình tiếp tục thuê thợ lặn, dù đã tìm được vật chứng thì gia đình cũng nắm được cái thông tin là phải có cái vật gì đó nữa. Hay là em nói mọi người nha, em đoán nha, là có thể hai vật chứng ở dưới sông kia nó có một cái manh mối nào đó mà cho gia đình tin rằng ấy là hai cái vật này còn được cột bằng một sợi dây với một cái vật gì đó rất nặng nữa, nên là gia đình mới có thể nói là già tìm thêm 3-4 ngày hôm nay. Quý vị các bạn cũng đã biết rằng là tại sao mọi người nói với em là thi thể của vật chứng của chị Hà ấy đã được tìm thấy là cách đây 3 ngày rồi, mà tại sao gia đình lại không lấy cái vật chứng đó lên đó, mà lại đợi đến tận ngày hôm nay đó, ngày hôm qua ấy thì bắt đầu mới cào cấu lên, mới đem lên. Vì đó là một cái lab và công an họ đã đưa cái vật chứng đó về để điều tra rồi. Thì quý vị các bạn cũng đã biết rằng là gia đình không phải là không lấy được vật đó lên, mà đang đợi để tìm những cái vật chứng khác mà nó liên quan, và nghi ngờ rằng những cái vật này nó cũng sẽ là những cái vật tiếp theo và nằm ở trong những cái đống mà gọi là neo ở dưới lòng sông kia đó. Và hiện tại em nói với tất cả mọi người rằng là dù cho có đêm nay hoặc ngày mai hoặc là 2-3 ngày nữa mà gia đình mà có cào cấu thì chúng ta vẫn rất là ủng hộ, bởi vì là đến cái giờ phút này rồi chúng ta chỉ còn đợi theo ngày nữa thôi quý vị. Bởi vì nó đã gần sáng tỏ rồi, bây giờ chỉ còn đợi 1-2 ngày nữa thôi là công an họ sẽ tìm được cái vật chứng đó lên, và nếu như không tìm được thì sẽ tiếp tục đấy, gửi những cái mẫu là cây láp về để phân tích cũng như là để giám định xem là đó, những cái vật chứng đó là đang ở đâu đó và trước đây đang ở đâu. Và em nói mọi người nha, bây giờ chỉ cần hỏi cho anh Tuấn ở đây và hỏi cái vị trí ở đây là trước đây xà lan của anh Tuấn nghe nó có một cái láp đó, bây giờ ở đâu, thì câu hỏi là chúng ta đã biết rất là rõ rồi đúng không đó. Nên là bây giờ em nói mọi người rồi là chúng ta không có lo lắng quá, em cũng tin rằng là trong một cái thời gian rất là ngắn thôi thì sẽ tìm được thêm những cái vật chứng khác, và cũng có thể đó là không cần tìm những cái vật chứng khác mà dựa vào những cái vật chứng mà đã tìm được thì cũng có thể làm rõ cái vụ việc này. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là đến ngày hôm nay người dân của chúng ta đã đợi chờ một thời gian là quá là dài rồi đúng không, hơn 4 tháng rồi đó, và đến bây giờ nữa cũng đã là thời gian đây là 4 ngày kể từ ngày tìm được vật chứng. Thì gia đình ở đây dù là mưa gió vẫn cố gắng để ra cái vật chứng ở vị trí đằng sau bằng cống đó, và còn có cả thợ lặn đâu quý vị, đó đâu phải là nguyên gia đình nhà chị Hà không đâu đó, còn cả thợ lặn, cả cơ quan chức năng là vẫn ở đó để gọi là để ra tìm nó quý vị, vật chứng quý vị. Biết đâu em nói mọi người hả, là chị Hà sẽ sai khiến để có thể là tìm được một cái neo hay là một cái bình ắc quy ở vị trí đó thì sao, đúng không, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng mà em vẫn tin ha, những cái người mà đồng an đức ấy, người ta sẽ tìm cách ha, để có thể là báo cho những người thân gia đình đó, sẽ tìm được những cái vật chứng đó. Em cũng vẫn tin rằng là ở đây á, chỉ phụ thuộc vào hai vật chứng kia cũng đã đủ cơ sở để có thể là xử lý anh Tuấn này rồi. Em cũng rất là mong quý vị nha, em rất là mong là sẽ được dựng lại hiện trường đó, dựng lại hiện trường cái giây phút là ném hai cái vật đó xuống đấy, dựng lại hiện trường cái phần ở đây là chặt dây xuồng này, dựng lại hiện trường là phá kết sắt. Đấy là những giây phút rất là quan trọng mà người dân thì chúng ta rất là mong chờ. Em chỉ mong làm sao mà ở đây dựng 10 cùng anh Tuấn phá kết sắt đó, mà số tiền chỉ có 13 triệu và số còn lại đâu. Em nói mọi người rằng là ở chuyến này mà đi á, thì sẽ đi cả một xà lan, không phải là đi một mình anh Tuấn đâu quý vị. Bởi vì nếu một mình anh Tuấn thì em nghĩ rằng là đã xử lý lâu rồi ha. Bây giờ vật chứng đã được tìm thấy thì em nghĩ là chắc là xử lý rất là nhanh. Em cũng sẽ cố gắng làm sao để có thể là truyền tải những cái nội dung mới nhất từ hiện trường. Bởi vì là hiện nay em liên hệ liên tục ha, là ở cái khu vực cầu Bằng Cống đó thì gia đình cũng cảm nhận được cái sự ở đây là có thể là không an toàn. Bởi vì là trong mấy ngày trước ấy, thì khi mà vào buổi đêm 1 tháng 8
Đó, thì bên anh Cường là tìm vật chứng ở dòng sông đó, đã đứng ở đó để bảo vệ vật chứng, thì đã bị một cái xà lan khác hay là một cái xuồng tông vào đuôi đó và làm chìm cái xuồng nhỏ đó quý vị. Đó, nên là gia đình ở đây cũng cũng sợ là sẽ mất vật chứng, nên là gia đình đã gọi là cùng các chú công an đã lấy luôn những cái vật như cây lát hay là cái khúc chân vịt kia lên để đảm bảo rằng là sẽ không bị xóa dấu vết ha. Bởi vì em nói mọi người là nếu như cái vụ việc này mà anh Tuấn và dì Mười khẳng định là 100% không liên quan, thì có lẽ là bây giờ anh Tuấn đã gọi điện thoại tùm lum hết cho các anh nông dân rồi để cho các anh kia để lên đính chính rồi quý vị, đúng không? Nhưng mà từ hôm mà xảy ra vụ việc đến nay thì dì Năm đã cho thấy những cái sự gọi là hối hận, xuống giọng và đang có cái gì đó gọi là rất là sợ hãi, run sợ. Còn anh Tuấn thì đã bật vô âm tín, không dám xuất hiện. Và nghe đâu thì có người nói là có anh của anh Tuấn hay gì đó chở người lảng vảng ở trong vòng cống. Và dì Năm, dì Mười cũng có người chở và ngồi phía sau để theo dõi tình hình. Em nói mọi người hả? Bây giờ gia đình của anh Tuấn như ngồi trên đống lửa. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì là bây giờ chỉ có đợi ngày nữa thôi quý vị. Bây giờ đợi ngày nữa thôi, vật chứng đã có rồi. Em nói mọi người là nhanh lắm, vật chứng đã có rồi, nó đâu phải là để điều tra đâu quý vị. Bây giờ chỉ cần xem là cái vật chứng đó như thế nào thôi. Em thì em cũng vẫn nói với tất cả mọi người rằng là bây giờ anh Tuấn vẫn chưa có tội, à hôm nay anh Tuấn vẫn chưa có tội, nhưng mà chưa chắc ngày mai, ngày mốt sẽ như thế nào. Đó, nên là quý vị khán giả cứ yên tâm đi, chắc chắn là em sẽ cùng với tất cả quý vị khán giả đi đến cùng của vụ việc này và sẽ có những cái thông tin vui nhất là cái vật chứng đó sẽ được giám định đó là trên xà lan của anh Tuấn. Khi nào mà em nói mọi người có cái lệnh niêm phong xà lan đó, tạm dừng xà lan để điều tra, lúc đó sẽ biết được là tại sao xà lan của anh Tuấn từ màu vàng lại sơn chuyển sang màu xanh. Và ngay chị Hà nổi lên, anh Tuấn đã không về lo tang lễ cho vợ mà lại đánh xà lan xe đi sửa. Mà đi sửa xà lan ở đâu? Thì lúc đó anh Tuấn sẽ nói hết. Là em nói mọi người rồi, xà lan không có hư, một chiếc xà lan 800 tấn dễ gì mà đạp hết ga hết máy mà hư quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Nên là cái điều này cũng sẽ là một cái căn cứ để có thể xử lý để sau này quý vị nha. Rồi video này xin phép được ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Thank you.